Bây giờ là trưa thứ năm. Châu Ngọc Thủy xin chào là tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trương Vlog và giới thiệu bạn bè vô đăng ký. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Mà cũng không quên cảm ơn quý anh chị đã thường xuyên không bỏ qua những cái quảng cáo, không có tắt, không có cho qua những cái quảng cáo. Thì nếu mà những quảng cáo nào 1 phút trở xuống thì cũng mong anh chị và các bạn cố gắng xem để biết và hỗ trợ cho YouTube cũng giống như hỗ trợ cho mình. Và nếu nó dài quá, nó có muốn coi thì cứ coi. Vì các bạn coi quảng cáo tức là hỗ trợ cho mình và ủng hộ cho YouTube. Vì YouTube họ mới có tiền, họ mới trả cho những người mà cộng tác với nó như mình chẳng hạn, và một số những kênh khác, tức là cộng tác với làm việc với YouTube, là cộng tác với tính cách là cộng tác. Thì mỗi khán giả coi một cái quảng cáo như vậy thì YouTube họ sẽ nhận tiền từ công ty quảng cáo, rồi họ chia cho cái nơi mà bạn coi, cái kênh nào mà bạn coi đó bao nhiêu phần trăm đó. Tao cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng là có tiền nhưng mà cũng không bao nhiêu, vừa đủ đổ xăng à, uống cà phê. Nếu mà may mắn lắm thì mời bạn bè một buổi nhậu, chứ cũng chẳng có bao nhiêu đâu các bạn. Tuy nhiên sự giúp đỡ của các bạn cũng có giúp cho mọi người, mọi kênh, không phải giúp cho tôi mà kênh nào cũng vậy. Những kênh nào mà các bạn thích thì các bạn nên coi quảng cáo để cho kênh nó được mạnh mẽ và lâu dài. Vì đó là một cách mà các bạn giúp cho các anh em chủ kênh để người ta có tiền người ta làm việc thôi, chứ không có gì đâu. Bạn Thế Nguyễn, em nghe anh Hoàng Duy Hùng nói ở Mỹ ít vụ tham nhũng hơn Việt Nam. Có điều một vụ thì bằng hàng trăm vụ ở Việt Nam. Thì nó ăn ăn lớn không bạn, chứ không có ăn nhà nhỏ đâu. Vụ nào cũng lớn, nhưng mà dĩ nhiên ở Mỹ tham nhũng nhiều lắm bạn ơi, bạn tại vì không biết thôi, không biết thôi. Mà trước mắt như tôi cũng đã chia sẻ trước mắt là trong cái lúc bầu cử là nó đã tham nhũng mớ tiền rồi, vì đất thiên nó nhận tiền mặt, nó đâu báo cáo đâu. Ví dụ như bạn xin tiền dành cho để mà ứng cử thì cái tiền đó là tiền của thuộc về ứng cử, chứ không phải tiền đó bạn bỏ trong túi được. Và mà trong 2 ngày qua thì cái mạng của mình nó hơi yếu mà không biết tại sao. Vì vậy mà mỗi lần tải một cái chương trình lên kéo 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ đó các bạn. Giống như tối hôm qua mình đi ăn tối về thì 7 giờ mà mình tải lên cho tới gần 9 rưỡi. 9 rưỡi cái clip nó mới xong. Vì vậy mà các bạn tối hôm qua coi trễ không phải do mình làm trễ mà do cái mạng, không biết lý do tại sao. Vì mọi khi lâu lâu nó bị một lần như vậy thôi chứ nó không bị thường xuyên, nhưng mà chỉ có ngày hôm qua và ngày hôm nay, sáng nay cũng vậy, tôi cũng mất 2 tiếng đồng hồ để mà đưa cái clip lên cho các bạn coi. Đó vì vậy mà tôi muốn 8 giờ là phải 6 giờ tôi dậy, tôi phải bỏ lên rồi. Thì 8 giờ các bạn vô coi là vừa. Cảm ơn các bạn nha, đã luôn luôn ủng hộ kênh Châu Trường Vlog. Bạn Hoàng Phúc, Mỹ không có tham nhũng, họ chỉ tham ô và tham chức, tham quyền thôi. Cứ thấy họ cãi lộn và tiêu pha vô lối thôi. Ngày xưa ở nước Mỹ đó, mấy cái chức vụ mà nghị viên, chức vụ thị trưởng là đa số do những người địa phương mà những người giàu đó các bạn. Những người giàu thì họ ra họ lãnh những chức vụ đó để mà họ giúp cộng đồng trong cái thành phố của họ, người dân trong thành phố của họ để cùng nhau mà phát triển. Nhưng mà thời đại bây giờ đó, nhiều di dân ở khắp nước qua quá. Mà di dân là bạn biết rồi, di dân hay tị nạn gì là bạn cũng biết rồi. Tới trại tị nạn là đã chụp giật với nhau rồi. Thì qua Mỹ
nó ỷ lại có những cái đám đông người cộng đồng của nó, rồi nó ứng cử được đắc cử vô, một là dân biểu hay là thượng nghị sĩ hay là của tiểu bang, cũng giống như liên bang, cũng giống như thành phố, nghị viên thành phố. Đó. Rồi khi nó vô nó lãnh được cái những chức vụ đó rồi, nó trở lại cái thời chập giật của mới qua đi các trại tị nạn. Bởi vì khi các bạn biết mà những ngày đầu mà qua trại tị nạn đó chụp giật nhau ghê lắm, chụp giật nhau từng cái áo, từng cái quần của cái những cái nhà thờ mà bắt vụ lợi họ cho quần áo đó ngày xưa đó, mới qua trại tị nạn đó các bạn, lúc đó nhất nhất là ở Hồng Kông mới vào kho đen là bắt đầu giành giật nhau áo quần rồi, vì áo quần áo đẹp không, mà vì áo quần là người ta cho là áo lành chứ đâu phải là áo rách, mà cái thời thời bao cấp, cái thời mà bao cấp khoảng thập niên 80 thì nghèo khó, áo quần vì một cái áo cái quần mặc tới mặc lui hoài, anh nào chị nào có ba hai ba cái quần là cũng là may mắn lắm rồi. Cho nên khi qua trại tị nạn lúc đó ở trong cái kho đen chưa ra ngoài tự do đó, thì ở nó hồi trong cái kho quần áo đó cho ai muốn vô đó lấy lựa chọn, bao nhiêu thì cứ lấy chọn, vậy cũng có nhiều người vô giành giật với nhau. Rồi sau cái thời gian này và bây giờ cái thời đại bây giờ, cái bản chất giành giật của những người di dân, người tị nạn ở nước ngoài vô Mỹ bắt đầu đi vào những cái guồng máy chính quyền, thì họ bắt đầu giành giật, bắt đầu mở cái trò giành giật nhau, mở cái trò lưu manh nhau, như ở trong tư quái ở trong quốc hội Mỹ các bạn cũng biết, cũng là từ dân tị nạn đó. Cho nên nước Mỹ bây giờ chúng ta nó hỗn loạn đến cái độ mà không biết ai là điều hành nước Mỹ nữa. Dũng Văn, lý do mà tôi tại sao tôi nói không biết lý do ai điều hành nước Mỹ, hình như hồi tuần rồi bà Jill Biden là vợ của ông Biden đó họp một mời các bộ trưởng của nội các tới họp do bà ta điều hành. Bà ta đâu phải là tổng thống đâu, là chỉ là phu nhân thôi mà, vợ tổng thống thôi mà, đâu có được điều hành những cái công việc đó, việc đó là việc việc của tổng thống. Vì vậy mà nước Mỹ và thế giới nó đang hỗn loạn là vì nước Mỹ không có lãnh đạo cứng rắn và mạnh mẽ để làm cho nước Mỹ mạnh như trước đây, và cái đám di dân vô giành giật ăn quá rồi thành ra bây giờ nó cách bè cách đảng, từ ở chỗ nào kể cả những chính quyền nhỏ cho tới chính quyền lớn nó cách bè cách đảng ở trong đó các bạn, cách bè cách đảng hết, nó ăn coi như là hết tiền của đất nước Mỹ. Bởi vì đất nước Mỹ không phải là dân tộc, không phải là quê hương của họ, cho nên đa số những người tới đây là để kiếm ăn thôi, để kiếm ăn thôi, người giàu cũng qua Mỹ để kiếm ăn, để làm giàu và để giữ tiền, người nghèo cũng qua Mỹ kiếm ăn để làm giàu rồi để giữ tiền. Như tôi nói cái chuyện mà như cái chương trình mà sáng hôm nay cái tiêu đề tôi nói rằng là đô la ở Mỹ đại đường là vì vậy ai cũng qua đây giành giật, nằm trên đường lên phố đó mà qua đây giành giật thôi, giành giật bằng cách mà tôi đã chia sẻ đó các bạn, chứ chẳng ai tốt lành gì đâu, không có ai tốt, tị nạn cũng là chỉ qua giành giật kiếm ăn thôi, chứ toàn là mang danh tị nạn, mang danh đấu tranh, mang danh dân chủ, không phải là Việt Nam không, không phải là những tên Việt Nam không, mà khắp nơi, khắp các nơi đều vô Mỹ đều có lý do là vô để chụp giật kiếm ăn, vì họ đã tính toán trước khi họ đi mà, nếu họ không tính toán như vậy thì họ đâu có đi làm cái chi, họ đâu đi qua nước ngoài làm cái gì, ở trong khi đất nước họ có nhiều điều kiện hơn tiếng của họ. Tôi nói vậy thì có vẻ hơi đụng chạm nhưng mà đó là thực tế các bạn, thực tế các bạn phải nhìn nhận đó là cái lịch sử mà chúng ta không thể nào làm nó phai qua được, đó là sự thật dù bất cứ giống dân nào.
Bạn Dũng Văn học tại trước là vừa làm vừa học ban đêm vào thứ bảy chủ nhật đó. Thì tôi cũng biết ngày xưa là tôi cũng biết có cái chuyện học tại trước trước khi tôi đi vượt biển là cũng có cái chương trình nó bắt đầu như có mở màn rồi. Lý do mà học tại trước đó các bạn là những cái thời gian đầu giải phóng, đa số những cái người mà làm giao liên, những người làm tham gia trong cách mạng là họ không có thời gian để mà đi học. Vì vậy, chữ nghĩa của họ rất là yếu. Đôi lúc ra nói chuyện trước công chúng làm cho người dân ngỡ ngàng. Chuyện đó là chuyện có thật xảy ra. Vì vậy mà nhà nước, chính phủ mới có cái chương trình là học bổ túc, học tại chức là như vậy. Cũng nhờ cái học tại chức, học bổ túc vậy mà từ những người không biết gì hết, lo chỉ lo chiến tranh, lo giúp cho đất nước để giải phóng, không có thời gian học hỏi, đi học, thì họ bắt đầu có sự hiểu biết và đối nhân xử thế một cách nó đẹp hơn. Và làm việc trong cơ quan nó được tốt lành hơn. Còn cái tính mỗi người là khác. Vì là con người có tính tham nhũng thì là sẽ tham nhũng. Mà đa số con người ai cũng có tính tham. Bởi vì cung trời đất tạo hóa đã sinh ra cung vật thì mình không nói rồi. Khỏi nói rồi. Con người thì cho một nửa 50% cái ác và 50% cái tốt ở trong đó. Nếu đầu óc suy nghĩ chúng ta nặng về cái xấu, về cái ác nhiều thì sẽ trở thành một người ác. Mà đầu óc chúng ta nghĩ về cái tốt nhiều thì chúng ta sẽ thành một người tốt. Vì vậy mà các bạn thấy rằng trong những cái băng đảng Việt Nam ở hải ngoại, trong tâm của nó ác ôn lắm, ác lắm. Vì nó có ác, nó xấu xa, nó mới đi lừa gạt được người ta. Mục đích của nó là suy nghĩ để đi lừa gạt. Chứ nó không yêu nước, yêu nông, đấu tranh rồi gì cả. Vì vậy mà các bạn còn nhớ rằng nữa rằng là bọn họ luôn luôn nghĩ quý vị là người ngu. Lúc nào cũng nghĩ quý vị là người ngu hết cả. Nếu họ không nghĩ quý vị là người ngu thì họ không có lừa gạt quý vị. Họ nghĩ quý vị ngu, họ mới lừa gạt, họ mới xuyên tạc, họ mới láo khoét, họ nói trắng thành đen. Mà những cái loa rè, những cái đài radio mà nó dùng để tuyên truyền cái ngu dốt cho quý vị đó là đài OFE, đài VOA, gọi là đài Á Châu Tự Do, gọi là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bởi vì băng đảng Việt Tân nó nằm ở trong đó rồi. Ngoài ra còn những cái loa rè ở các địa phương và trong YouTube thì tôi không nói. Các bạn tự tìm, tự hiểu lấy. Những cái loa rè nào mà chuyên môn chống cộng là bọn đó đó, râu ria của bọn đó không đó. Văn Bích ủng hộ Hoàng Duy Hùng. Tâm thư ở Việt Nam đó là tình làng nghĩa xóm đó. Khi nhà nào có đám cưới, giỗ hàng xóm đều không thông cảm chứ không như ở Mỹ. Việc gì cũng gọi cảnh sát, không tình nghĩa gì hết. Làm sao người ta có tình nghĩa bạn? Người ta đâu có quen biết bạn đâu. Mà đâu phải giống dân với bạn đâu. Bởi vì tôi nói các bạn rồi. Những người giống dân mà đi qua Mỹ đó đều là qua để chụp giật thôi, đâu có yêu nước Mỹ đâu các bạn. Bây giờ bạn hỏi cái bài quốc ca của Mỹ họ không biết đâu. Quốc ca của Mỹ họ cũng không biết đâu. À, qua Mỹ để chụp giật, để chụp giật làm giàu. Vì vậy mà các bạn trong thời gian vừa rồi gần đây nhiều nhà chức, nhiều anh có quyền hành, thị trưởng rồi thống đốc là cũng có rồi, lung tung hết, cũng bị khám xét rồi cũng bị tại chức rồi cũng bị bắt. Đó. Nói chung mục đích là chỉ để giành giật, giành giật từ lúc ban đầu rồi vô trong đó. Tại sao không giành giật? Bằng cứ nghĩ đi, họ đã bỏ biết bao nhiêu công sức để giành giật một cái chức vụ đó, để chịu nghe, chịu chửi, chịu đủ thứ ấy. Những môi móc mình, những kiểu sáo của ra hết, mà cũng chỉ vì chức vụ đó. Mà chức vụ đó một tháng có 1.000 đô la, nếu chia ra cho 30 ngày thì một ngày chưa được bằng bằng ấy, một ngày chưa được 3 đô la, ba à, một ngày 3 đô la mấy thôi, 3 đô la rưỡi đi,
một ngày á, phải không? Một ngày 33 đô la rưỡi, một ngày 33 đô la rưỡi đó. Và trong khi đó người ta đi làm gọi là một giờ cũng 33 đô la rưỡi rồi, mà tại sao nó dành nhau để nó vào cái chức vụ đó để làm cái gì? Đó là chưa nói với anh nghị viên chỉ có 600 đô la một một tháng. Bạn phải đặt câu hỏi chứ. Ngày xưa người Mỹ, những người giàu là vì họ không còn nghĩ tới vấn đề cơm áo gạo tiền nữa, thì họ vô họ làm những công việc đó là họ xả thân để họ làm việc. Vì vậy mà bởi vì Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, các bạn nhìn nó các bạn biết, tôi cũng phải không cần phải phân tích những cái đảng nào mà di dân nhiều đó, là cái đảng chụp giật đó, vậy thôi, vô cái bài cái đảng để chụp giật thôi. Bạn Trung Chu, bạn Trương Chu, à Trung chứ không phải Trương, phải ông ta Trung mà Trung. Chế độ nào được lòng dân thì tốt, còn thì ngược lại. Đúng rồi bạn. Bạn Hoàng Vũ Quốc rất muốn nghe xem bác nói chuyện về đảng phản động, nhưng sao khó nghe thế? Bác này nói đã khó nghe, lại hệ thống âm thanh cũng kém. Rồi bạn Văn Tháng Phạm, chào Châu Trương Thủy, mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi bạn Thị Nga Đỗ, bó tay, trình độ kiểu ni. Là đây cái bạn này phản biện, bình luận về tôi đó, trong cái mục mà chia sẻ tiêu đề tôi để rằng là Nguyễn Văn Đài thua xì dách gỡ bài cào đó các bạn. Thì bạn này để cái ý kiến như vậy, để lại cái một cái bình luận như vậy là bó tay, trình độ kiểu ni. Thì tôi là người đâu có học hành gì đâu bạn, là kẻ thất học. Mà tôi ngày xưa thì chiến tranh và nhà tôi cũng làm nông, thì tôi ở nhà giúp đỡ cha mẹ, ông bà già tưới khoai, tưới rau, tưới đậu cho gia đình thôi, chứ có đâu có học hành gì đâu, thì trình độ tôi làm sao có bằng bạn được. Tôi nghĩ rằng là chúng cần học hỏi bạn, có gì thì bạn cho một vài cái chiêu để mình học hỏi nha. Nhất Sơn Ao, Nhất Sơn Ao ủng hộ Châu Ngọc Thủy, anh Treo Bùi luôn ủng hộ em. Bạn Spa Kho khê cái o với o với o thôi, gọi là spa là massage đó các bạn phải không? Đi spa, những spa vô đó là massage đại khái vậy. Spa Kho, ở Việt Nam thực phẩm nào cũng có, muốn sạch nhất là thì vào các cửa hàng thực phẩm sạch đạt chất lượng Việt Gáp, giá chỉ hơn hàng ngoài chợ có chút xíu thôi. Các ông bà cứ đè mua hàng rẻ thì kêu ca cái gì? Thì cái gì đâu có cái giá của nó bạn. Thì muốn mua hàng rẻ thì ra chợ, mà không, mà như cái chợ hàng tươi hết, trong siêu thị hàng cũng tươi, nhưng mà họ tươi, họ giữ tươi bằng cái sự lạnh của nó, cái sự lạnh lạnh cho nó tươi. Tuy nhiên ở trong siêu thị thì nó đâu vào đó hơn, và chúng ta đỡ nghi ngờ hơn. Còn ở ngoài thì dĩ nhiên cũng bị nghi ngờ, chỉ có người bán mới biết từ đâu, mà người bán nhiều khi cũng không biết từ đâu, cũng có đầu nậu đó, đầu nậu rồi mới mới tới chợ, cũng tới người bán, chứ không phải là bỗng dưng từ dưới biển mà lên tới chợ liền như ngày xưa. Ngày xưa cũng có đầu nậu rồi,
nhưng mà đa số cũng là từ dưới biển lên chờ những cái ghe đó họ đi đánh cá sát bờ. Thì khi mà vô thì họ bưng luôn cả một rổ cá lên đi chợ luôn. Mà những con cá đó thì bây giờ người ta cũng thích. Bây giờ ở dưới gần biển Mỹ Khê, ở Sơn Trà vô tới Mỹ Khê đó các bạn, chiều chiều 3 giờ chiều, không biết buổi sáng nữa, sáng thật sớm thì có một số người, một bên là 5-6 người, một bên 5-6 người, cái là có một anh chèo thúng ra xa đó, vào tròn là cái đầu kéo 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 vô là cá, người còn nhảy luôn đó. Mà nhiều người đi du lịch đó cũng thích là ở cái căn hộ đó thì họ rất thích là xuống mua những con cá đó đang còn nhảy, họ về họ nấu, họ thích vài hơn là họ ra ngoài chợ. Mà những con cá đó là rất là đắt, mà mỗi lần kéo lần tới 10 người nha các bạn. Mà nhiều khi có lần tôi coi chừng có một thao thao cá, mà có nhiều khi cá nục lần, cá thúng lần nhiều lắm, cả ba cả chục thao lần. Đó là nhiều khi bữa được bữa không, đó là tôi nhìn kéo cá cũng vui, nhìn kéo cá rồi có nhiều người du lịch trở xuống họ kéo giùm. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì được biết rằng là đó là không phải của một chủ, 10 người đó là 10 người làm chủ luôn, mỗi người một đoạn lưới như vậy rồi họ ráp vào với nhau rồi họ kéo lên họ chia nha. Chứ không ai làm chủ cho ai hết. Theo tôi được biết, được nghe những người làm kéo cái đó họ kể thì tôi mới biết được thôi. Bạn Trung DS, bạn nào chưa biết viết tiếng Việt có dấu thì phải tập viết có dấu. Đúng rồi bạn, phải viết có dấu để cho mà tôi đọc cho mọi người được nghe rõ ràng và hiểu một tí. Chứ bạn viết không có dấu tôi cũng khó khăn cho tôi lắm. Bạn Tấn Nguyễn, nước nào cũng có những vụ tham nhũng hết đó. Rồi bạn lên Trần Thanh hay lên Trấn Thành, tôi đề nghị các bạn nè, khi các bạn để lại bình luận xong thì để ở dưới tên của bạn đầy đủ dấu để tôi đọc cho nó dễ dàng hơn là tôi đọc cái email của các bạn, vì email nó không có dấu đó. Đó là cái lý do mà tôi phải bỏ dấu vô, mà bỏ dấu vô thì nó không đúng tên của các bạn. Cho nên muốn chơi cho nó vui, tôi cũng khuyên các bạn, vì cái kênh tôi là chúng ta là một trò chơi, một trò chơi cho vui, mà trò chơi bằng cách chia sẻ. Cho nên chúng ta làm sao mỗi ngày mỗi phát triển, muốn cây mỗi ngày mỗi phát triển thì các bạn cũng phải phát triển theo, là để cái tên của bạn sau khi bạn bình luận thì tôi dễ đọc hơn, hoặc là bạn để trước cũng được, nghĩa rằng có để cái tên rõ ràng của bạn thì tôi bình luận nó dễ hơn các bạn. Bạn Tony Hoàng, Mỹ toàn người xịn như Huy Nguyện, Benny Chột, Tân Thái, Đào Một Hột, Trịnh Hội, Chánh Biệp, lịch sự luôn. Đúng rồi, toàn người xịn không, mà toàn là lãnh tụ đang chờ vô tủ lạnh. Bạn Như Tạ, theo báo Mỹ thì trong đại dịch Covid tại Mỹ đã có hàng trăm tỷ đô bị tham nhũng. Đúng rồi bạn, đúng rồi, nhiều cái chương trình bị tham nhũng, trong trong đó có cái chương trình PPP đó là bị tham nhũng nhiều nhất. Cái chương trình đó là vì ví dụ như nhà nước hỗ trợ cho một cái tiệm nail, để tiệm nail mở cửa dùng cái tiền đó trả cho thợ. Nhưng mà tiệm nail dùng cái tiền đó cho riêng mình, rồi thợ thì khai thất nghiệp, tức là ai cũng có tiền hết, và tiền của đó là gọi là tiền tham nhũng đó, tiền dân lận đó các bạn. Cái thời Covid của là cả nước Mỹ đều dân lận các bạn ơi, chỉ có cái là dân lận ít hay là dân lận nhiều thôi, rồi đồng tiền nó cũng đi về lại nước Mỹ thôi các bạn, cũng đi về lại bạn phải xài, phải tiêu, phải xài, phải đóng thuế, rồi nó cũng về lại đâu vào đó hết cả. Bây giờ bạn nghĩ thời Covid tới bây giờ là 4 năm rồi, từ năm 2000 tới bây giờ là 4 năm rồi, có ai mà còn tiền đó xài. Rồi khi tiền vô nhiều quá rồi tiêu xài cho bà con bên Việt Nam, cho không tha không thiết, cha không sợ
không tiếc tiền, cho không tiếc tiền. Rồi 4 năm qua tiêu xài bây giờ cũng hết thôi. Có một số thất nghiệp, có một số bị vật giá leo thang. 4 năm rồi thì các bạn tiền kho các bạn xài cũng hết nữa chứ, tiền mà chính phủ trợ giúp trong cái thời gian ngắn. Bạn Thanh Nguyễn, Việt Kiều về nước vẫn đánh nhau trên mạng, phải chăng là bản chất? Thế nào là đánh nhau bạn? Đánh nhau có nghĩa rằng là chửi nhau hoặc là đánh nhau mới gọi là đánh nhau. Còn tranh luận, biện luận không phải là đánh nhau bạn. Đó là tự do ngôn luận, chúng ta có quyền tranh luận để đi tìm rõ một vấn đề để mọi người biết ai là đúng, ai là sai. Chứ không phải là đánh nhau. Bạn hiểu đánh nhau giống ngày xưa. Ngày xưa báo chí ở bên Mỹ hoặc là trước đây ở Sài Gòn cũng vậy. Báo chí người ta báo này viết về bên kia viết về lại bên nào. Rồi khán giả nghĩ là đánh nhau. Rồi đi tìm. Mỗi sáng phải đi tìm cái báo này nói về cái gì, nói về ông nào, nói về bà nào, ông tá, ông tướng nào. Để đi tìm đọc. Rồi bên kia họ bình luận nói lại cái người anh chàng viết này, anh cây viết này như thế nào, hay là anh báo kia như thế nào, viết qua viết lại. Đó là làm cho sinh khí nó sinh động đó bạn, chứ không phải là họ chửi nhau. Ở bên qua sau qua Mỹ cũng vậy, cũng báo này nói báo kia nói báo nọ, là mục đích làm cho sinh khí nó sinh động chứ không phải xuyên tạc. Xuyên tạc thì nó khác. Xuyên tạc là đem những chuyện không có nói có và chuyện có nói thành không. Còn mà truyền thông nhiều khi người ta khích nhau để làm cho nó sống động cái chương trình cho khán giả yêu thích. Bởi vì các bạn cũng vậy, các bạn vô coi một cuốn phim hay mà coi một cái đoạn phim nào đó, các bạn cũng muốn cho hấp dẫn, hồi hộp, sống động chứ. Thì ở trên kênh cũng vậy, nếu mà tạo được như vậy thì rất là quý, tạo cho khán giả có một cái lối giải trí lành mạnh thôi. Nhưng mà đa số các bạn biết rằng đa số chưa đủ trình độ để làm những chuyện đó. Đa số các kênh chưa đủ trình độ để làm chuyện đó, mà chưa đủ cái bản lĩnh để làm. Và khi làm thì vì cái tôi nhiều quá, vì cái hận thù nhiều quá cho nên khó làm được. Là như vậy. Báo Mỹ họ cũng vẫn có những cái chương trình mà nói qua nói lại, đài Mỹ cũng vậy bạn. Nó cũng đem những cái đoạn đoạn của cái đài kia qua, nó chia sẻ với nhau để cho bà con cười. Đó là giải trí. Vì YouTube truyền hình là cái giải trí, các bạn phải hiểu như vậy, là cái nơi để các bạn giải trí, để mọi người giải trí. Và tôi tạo một cái kênh cho mọi người giải trí thật đúng mức. Nhưng mà các bạn có nghĩ rằng là đánh nhau thì là chuyện của các bạn. Bạn Tư Đàm, Tư Đàm mà có thể gọi là tư dâm vì không có dấu, tôi gọi là tư dâm, cũng là một cái bình luận cuối cùng. Ở Việt Nam quân đội với dân như cá với nước, có việc gì liên quan đến an ninh quốc gia, dân biết thì an ninh biết. Do vậy, mọi động tĩnh không qua mắt được chính quyền. Đúng bạn, đúng bạn. Cho nên các bạn đừng có nghe lời những cái băng đảng lưu manh lừa gạt mà các bạn đi theo nó, để rồi cuộc đời của bạn thì như thế nào đó, thì các bạn nhìn những người đi trước bạn biết không? Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn lại chương trình tối hôm nay. Xin chào tạm biệt.